Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Phòng của Nobita, cấm không được vào. Cùng bắt đầu thế nào? Nobita vừa đi học về, chưa kịp vô tới cửa thì cậu đã ngửi thấy mùi sát khí quanh đây. Thôi, chui lên cửa sổ cho chắc ăn. Doraemon thấy Nobita đi vào liền nói: "Mẹ đang đợi cậu ở dưới nhà đó." Nobita hỏi: "Mẹ dẫn tới vì việc gì chứ?" Doraemon chỉ vào ngăn kéo và nói: "Mẹ mới dọn dẹp và phát hiện." Nobita hét toáng lên: "Ba kiểm tra không điểm." Sau đó, Nobita lại nổi điên lên, giật đùng đùng, cậu vò đầu bứt tóc. Còn trách mẹ, tại sao khi nào cũng tùy tiện vào phòng của mình lục loại mọi thứ vậy chứ? Cậu muốn có chút riêng tư cũng không được hay sao? Doraemon nghĩ Nobita đang lo lắng nên làm quá lên thôi. Nobita lúc này lại đổi qua chế độ cầu xin. Doraemon phải đánh lấy ra bộ bảo vệ phòng riêng, lắp Leda ở cầu thang. Nó như một chiếc máy quay khuôn mặt vậy. Còn trước cửa phòng sẽ đặt súng điện, sau đó đặt khóa kiểm tra mật mã lên trên cánh cửa. Như vậy là xong rồi, bây giờ chỉ cần mật mã thôi. Doraemon nghĩ là mở cửa đi. Mẹ vừa nghe tiếng động liền biết Nobita đã về. Mẹ hùng hổ đi lên trên phòng, nhìn vào cái máy quay rồi lại tiến vào cánh cửa. Mẹ mở mãi không được, chiếc máy yêu cầu hãy đọc mật mã. Mẹ bực bội hét: "Mau mở cửa ra đi Nobita." Nobita rất sợ hãi. Doraemon nói: "Cậu hãy yên tâm, vì trong 30 giây đọc không đúng mật mã, súng điện sẽ tự bắn thôi." Trong lúc mẹ đang vật lộn với cái tay nắm cửa thì thông báo chỉ còn 5 giây nữa, và rồi chiếc máy liền phóng ra dòng điện khiến mẹ bị giật té tua không thương tiếc. Mẹ lảo đảo đi xuống dưới nhà và bỏ cuộc. Nobita khoái chí lắm, thế này thì còn ai dám động đến một sợi tóc của mình nữa. Cậu ta nằm dài xuống sàn và nói: "Có nghĩa là mình sẽ ngủ cả ngày và không bị mắng rồi." Doraemon tức mình: "Sao cậu khi nào cũng lười biếng như thế hả?" Đúng lúc này, nghe giọng của tụi cha An ngoài cổng, Nobita liền mở cửa sổ. Hai đứa rủ cậu đi chơi bóng chày. Nobita lại lười không muốn đi. Cha An liền tức tối. Nobita chợt nghĩ ra mình đã có vũ khí lợi hại rồi, liền tỏ thái độ chiêu ngươi và rủ hai đứa đi lên đây đi, có cái này hay lắm. Vừa lên tới phòng Nobita, cánh cửa đã yêu cầu đọc mật mã. Sunio liền nói dễ ẹc như trong chuyện Alibaba và 40 tên cướp thì câu "vừng ơi mở ra" là chính xác nhất. Đúng lúc này, phía sau họ phát ra một luồng điện cực mạnh, giật cho cả hai đứa lòi cả khung xương. Cả hai sợ hãi bỏ chạy thẳng về nhà. Doraemon cũng phải vội đuổi theo để trả lại gậy bóng chày. Nobita thấy thế thì khoái lắm, cậu ta lèn xuống tủ lạnh, ôm hết đồ ăn và nước uống, bỏ vào trong ba lô và vác lên phòng. Vừa tới cửa, cậu nghĩ ngay sẽ đổi mật khẩu khác cho thật khó vào, đó chính là sinh lúa, sinh gạo, sinh trứng gà, nhưng thật sự không hiểu ý nghĩa của mật khẩu đó là gì luôn. Nobita vô phòng thì khoái chí lắm. Doraemon lúc này cũng rất bực tức, Nobita thật quá đáng mà. Cậu đọc mật khẩu mở cửa và hét lên mở cửa liên tục, nhưng lại không đúng, chỉ còn 20 giây nữa thôi. Doraemon sợ hãi toát cả mồ hôi. Cậu tính bỏ chạy nhưng chiếc máy đang chĩa theo về phía mình, và rồi Doraemon cũng không thoát khỏi cảnh sắp thiệt mạng này. Nobita ngồi trong phòng quan sát thì thích lắm, cậu ta còn có thể đánh một giấc mà không bị ai làm phiền nữa. Mẹ xuống mở tủ lạnh, không còn cái gì hết. Doraemon liền nói chính là do Nobita đã làm. Lúc này hai mẹ con đã hợp sức với nhau và quyết tâm sẽ đấu lại cậu ta. Sau đó mẹ và Doraemon đã đội nồi niêu xoong chảo lên trên đầu, tiến lên chiếc cầu thang. Ủa, mấy thứ nhôm sắt này có thể cách điện được hả mọi người? Nobita ngồi trong phòng cũng thấy hết luôn. Doraemon bắt đầu nghĩ mật khẩu. Nobita là thiên tài, không đúng. Doraemon hoảng hốt nói hàng loạt mật khẩu khen ngợi Nobita nhưng không hề đúng cái nào hết. Và rồi máy phóng điện ra, may mà mẹ đã lấy cái chảo chắn trước mặt Doraemon, cứ tưởng thoát nạn, ai dè nó còn bắn tiếp lần hai. May mà kịp bỏ chạy nên mới thoát chết. Chợt Doraemon liền nghĩ ra có bảo bối vòng xuyên thấu mà. Nobita nghe được thì tức lắm. Doraemon lấy đà nhảy vào thì cắm đầu té bất ngửa, chiếc máy cũng chĩa thẳng tới chỗ họ và bắn điện. Hai mẹ con Doraemon thì chạy xuống nhà phải nghĩ cách khác, còn Nobita khoái quá nhảy cẫng cả lên. Mẹ nói bây giờ chỉ còn cách phải dụ nó ra khỏi phòng thôi. Doraemon chợt nhớ ra có món bảo bối là kẹo nhái giọng nói. Sau đó ở ngoài cổng có tiếng Shizuka đang gọi. Nobita chợt nhớ ra mẹ và Doraemon đang ở dưới nhà mà, cậu liền rủ Shizuka đi lên đây đi. Mẹ đội nó đi lên, qua máy quét thấy cân nặng và chiều cao quá đà. Nobita thắc mắc sao lại nặng thế nhỉ, mà do cậu ta đang rất muốn gặp Shizuka nên cũng không thèm để ý. Doraemon liền dạ giọng nói do mình ăn khoai lang quá nhiều ý mà. Nobita hí hửng mở cửa thì thấy mẹ và Doraemon đang đứng thù lù bên ngoài, hai bên xô đẩy cánh cửa kịch liệt, nhưng Nobita đã dùng chân nhấn được nút bắn điện rồi. Hai mẹ con Doraemon lại bị giật te tua. Nobita hí hửng lắm nhưng cậu lại mắc tè, thôi bay ra công viên giải quyết cho lẹ. Sau khi quay về nhưng cánh cửa sổ mãi không mở ra được, phải lẻn vô nhà bằng cửa trước thôi. Vừa lên tới phòng, Nobita đập lại mật khẩu nhưng lại sai tùm lum. Chết rồi, Nobita cố gào lên nhưng cũng không thoát nổi. Mẹ và Doraemon nghe tiếng động chạy lên phòng, thấy Nobita đang nằm thoi thóp một chỗ. Cho trừ cái tội, đúng là gậy ông đã đập lưng ông mà. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay, hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.